Chị Nix có phải Gen Z không? Well, câu trả lời là không. Đừng có vui như thể bạn đã tránh khỏi. Thực tế, Gen Z định nghĩa là thế hệ trẻ sinh sau năm 1995, được biết đến với việc sử dụng công nghệ và mạng xã hội một cách thông thạo. Họ thường có xu hướng sáng tạo, linh hoạt và thích thử nghiệm với những ý tưởng mới. Gen Z cũng được cho là những người có tinh thần tự lập, chủ động và có ý thức về vấn đề xã hội. Thế nhưng nhắc đến Gen Z thì mọi người lại nghĩ đến hai từ chữa lành nhiều hơn. Lý do vì Gen Z là thế hệ mà mạng xã hội phát triển, các content muôn hình vạn trạng, trong đó content sạch thì ít mà content bẩn thì nhiều. Để giải thích lý do ấy thì khá đơn giản thôi, vì tiền. Các mạng xã hội cạnh tranh nhau để có nhiều người dùng nhất có thể, trong đó yếu tố quyết định xem mạng xã hội nào được nhiều người dùng hơn liên quan đến các chủ đề được xã hội quan tâm, thứ mà chúng ta gọi đơn giản là trend. Trend thì có trend this, trend that, có những trend được cho là lành mạnh như trend NNN, No Nut November, hay còn được gọi là thử thách tháng 11, chay tịnh của nam giới. Thế nhưng, yếu tố trend dần biến tướng, điển hình là sự xuất hiện của các idol mạng thích đi ngược lại với trào lưu, đi ngược lại các tiêu chuẩn. Lúc đầu người ta chỉ cảm thấy hứng thú và giải trí, kiểu như các bạn trẻ lên TikTok nhảy lắc đít chẳng hạn, dĩ nhiên là trừ bạn này ra. Và với sự chú ý này, các nền tảng mạng xã hội bắt đầu phân tán mạnh nội dung video dạng này thêm nhiều hơn và khuyến khích mọi người làm theo. Dĩ nhiên vẫn là trừ bạn này ra. Và khi nó đã trở nên quen thuộc thì mọi người cho rằng nó trở thành một quy chuẩn chung. Và thế hệ Gen Z xem đó trở thành chân lý, mà chân lý thì nó buộc phải đúng thì mới gọi là chân lý chứ. Thế là các content creator lại nghĩ ra càng ngày càng nhiều các ý tưởng khác đi ngược lại quy chuẩn truyền thống và xem các quy chuẩn này trở thành những thước đo mới cho xã hội hiện đại. Kiểu như 9X trở về trước, xem một vợ một chồng là quy chuẩn, rằng cần biết nhường nhịn nhau để gia đình đầm ấm, an nhiên, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Trong khi Gen Z có cách lập luận khác, đơn giản là ai cũng có cơ hội thứ hai, không ở được với người này thì chia tay ở với người khác, và nếu không được nữa thì sẽ có cơ hội thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, nghĩ đỡ một ngày dưỡng sức. Vậy nên tỷ lệ ly hôn sau 3 năm đầu lập gia đình ở Gen Z cao hơn nhiều thế hệ 9X trở về trước. Gen Z cũng là thế hệ mà các trào lưu bệnh hoạn ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng lên ngôi. Cụ thể, như trào lưu FWB. FWB là cụm từ viết tắt trong tiếng Anh của Friends with Benefits, dùng để ám chỉ mối quan hệ mập mờ của hai người nhưng ở trên mức tình bạn thân thiết. Theo thực tế thì FWB có nghĩa là có tình bạn và tình dục nhưng không có tình yêu. Cái trào lưu bệnh hoạn này không những làm mất giá trị con người mà còn biến những bạn trẻ đang ở tuổi tìm kiếm bạn đời trở nên dễ dãi hơn và dễ dẫn đến sai lầm hơn. Các mối quan hệ trong Friends with Benefits không ràng buộc, nhưng sung quá không có biện pháp phòng tránh thì các single mom lại ra đời, sau đó đổ lỗi đàn ông thằng nào cũng như nhau. Trong khi những fuckboy chính hiệu nhà giàu trở nên xem thường các cô gái, thì các anh trai hiền lành trở thành anh trai mưa đúng nghĩa vì nhát không dám làm liều. Dĩ nhiên đây chỉ là số ít, nhưng vấn đề sẽ không dừng lại ở đó nếu các bạn Gen Z vẫn coi điều đó là bình thường. Chỉ cần không lộ ra là được thì vãi ỏ. Thế nhưng chúng ta cũng cần phải thông cảm cho các bạn Gen Z, bởi chính các trào lưu vớ vẩn và sai trái này, các bạn cũng chính là nạn nhân bị tha hóa. Bao nhiêu tiền thì mới yêu được em? Em nghĩ là ít nhất là khoảng 50 triệu một tháng ạ. Các bạn đâu biết được thực tế nghiệt ngã là, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam và các báo cáo khác, đa số người lao động có thu nhập trung bình khoảng 7-10 triệu đồng một tháng. Chỉ một tỷ lệ nhỏ dân số có thu nhập từ 30 triệu đồng một tháng trở lên. Mức thu nhập này có thể nằm trong top 10-15% những người có thu nhập cao nhất tại Việt Nam. Nhưng bạn biết gì không? Với mức thu nhập của những người cao nhất Việt Nam đấy, thì để có 5 tỷ trong tài khoản tiết kiệm, trong điều kiện bạn tiết kiệm toàn bộ số tiền không tiêu xài một xu, thì phải mất 166,67 tháng, tương đương với gần 14 năm để tiết kiệm được 5 tỷ lấy vợ. Lúc đó chắc răng cũng không còn đủ 32 cái nữa. Và điều kiện tiên quyết là người làm tháng 30 triệu đó phải mai miệng lại hoặc tu luyện đến kim đan kỳ để có thể tích cóp không ăn không uống. Ha!